Đây của nó, mình sẽ tua qua cái đoạn này nhá. Anh Lai thì gần như là một trong những cái tên có thể nói là hay ho nhất của cái làng game zombie, đúng không nào? Đây là một tựa game có rất nhiều fan hâm mộ. Mặc dù là cái phiên bản đầu tiên của nó đã phát hành từ hồi 2015 rồi, nhưng mà thời điểm hiện tại thì nó vẫn thu hút được rất là nhiều người chơi. Cái gì mà scare skip ở đây? What? Đã tỉnh dậy và có hai đứa nhóc đang lanh quanh với chúng ta cãi nhau các bạn ạ. Đây là một trong số hiếm những tựa game mà kết hợp được rất nhiều yếu tố hay ho của gần như là mọi thể loại game zombie lại nha các bạn. Gồm cốt truyện rồi là hành động rồi các thứ. Hơn nữa còn có cả cơ chế Parker rất là hoành tráng nữa. Thậm chí nó còn đánh giá cao hơn cả những cái phiên bản Mirror's. Các bạn biết cái game Catalyst Mirror's chứ nhỉ? Thì game này có cơ chế Parker gần như là tương tự như vậy, thậm chí là còn hay ho hơn nữa cơ. Bây giờ chúng ta làm gì đấy? Phát ra tốc độ chuột cao vậy? The fuck? Thì game này hình như là game mod sang từ cái console hay sao mà cái phần điều khiển chuột thì nó tệ đấy nhỉ? Nó bị delay các bạn ạ. Cứ như kiểu là chúng ta đang xài một con chuột có thể nói là có cái bắt đọc cực kỳ SIDA vậy. You are in a safe area. What the fuck, thế mình đi đâu rồi? À, ở đây. À mẹ á, cái gì? You sleep for 3 days like a dead man than scare children. Ngủ 3 ngày cơ. Đi đâu vậy? Where am I? In paradise, can't you see? Tôi đang ở đâu đây? Paradise. Okay, enough joking around. Head to room 190. The bus will leave you. Ta sẽ đến cái room 190. Hỏi sếp, hỏi sếp. Room 190 đâu? That's your number. Có cái bản đồ nhỏ các bạn ạ. Quiet. Oh, fuck quiet. Now he's gonna get Amir's anti-sin. We're just getting picked. And you are Crane. 31. Oh, right. How's your head? My head. Got it. Listen up. Until the boss says chúng ta bị va chạm lắm đầu các bạn ạ. Va chạm vào đầu. And let's get things moving. Và ngủ luôn 3 ngày, vãi trưởng vậy. Excuse me. What? Ok, fine. Lên lầu. Đây à? Bắt đầu rồi. Nói chuyện tí nào. À đây à. Tôi luôn. Và sẽ vào thẳng phân đoạn chính và tới những phần gameplay đúng không nào? Bắt đầu rồi. I'm not lazy, you little shit. À kìa, cùng dãy hành lang, cùng tầng này luôn các bạn ạ. Đi đến cuối. Nhưng mà sao cảm giác mình cứ thấy cái game này nó quen quen thế nào ấy nhỉ? Dù game Dying Light mình đã chơi bao giờ đâu. Đây chăng? Where do you think you're going? The 13th floor. I'm getting some stuff for Raheem. 13? Shit. There's gonna be some dirty work. Chỗ này nó phân biệt nhau bằng số à? Mà gọi. Ồ, thang máy luôn, sợ chưa? Mình nghe nói là cơ chế game, ui, gớm vậy. Ờ, nhìn quen lắm các bạn à. Game này mình đã chơi bao giờ đâu nhỉ, sao nhìn quen quá. Liệu mình có nhầm mình chia sẻ cái game mà mình đã từng chia sẻ rồi không nhỉ? Crane here. Hay là mình đã từng xem một cái trailer đâu đó của tựa game này ta? I lost my radio for a while. Quen cái khẩu hướng đó. No contact with the tower's leader yet. Quay lại game này một chút đấy, thì cái game này mình nghe nói là có cơ chế gameplay đánh nhau rất là đã tay các bạn ạ. Đập zombie có thể nói là nát be nát bét ra luôn. Bây giờ mình muốn thử bắt xem sao. I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Quick! What?
người kêu cứu. What the hell? Coming. Hey, what the fuck? Nhặt lên nào. I'm coming, I'm coming. Where are you? What's up, bitches? What's up? Huh? Huh? Ơ, mình cầm cái gậy mà nhỉ? What the fuck? Gậy mình đâu? 1, 2, 3. Sao rồi? You okay? Cut my arm. Getting away from him. Oh God. Ôi, thanh niên này bị cắn vào tay à? You killed him, didn't you? God damn it. That was easy, easy. Easy, easy. Bình tĩnh nha. Hey Raheem, this is Crane. I'm down here on 13. Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Oh shit. 31. You went after Mark? Man, đéo hiểu cái gậy của mình đâu. Tại sao? Yeah, well, it's safe enough now. Okay, don't move. I'm sending Lena downstairs. Chúng ta đang có hỗ trợ đang tới các bạn ạ. Ủa, rùi mũi bay khắp nơi vậy. Hey, hold still. Lena will be here any minute. Gauze. You've got to find some gauze. Oh, and alcohol. Combine them. You learn how to grab medkit. Chế độ à? Giờ là tìm đồ chế độ các bạn ạ. Fuck me. Lấy hết. Có gì đây cái đấy? Chế cho hắn cái medkit các bạn ạ. Hey. Ôi, what the heck? Ghê vậy. Trông ớn quá đi. Hôm nay còn lấy gì lấy được không? Hòm này, à cái gương à. Dán bên này. Hey, that's pretty good. Còn gì không vậy? Còn gì có thể hôi hám được không nào? À, một cái hòm nữa. Nail. Được rồi, phòng này có lẽ không có gì. Phòng này thì đã bị khóa. Còn cái ngách bên này à? Ở đâu? Ngách vàng là cái gì ta? Đây mà. Ở đây phải có cái gì đó có thể lấy các bạn ạ. Nhưng mà là cái gì vậy? Lee, tell me. À, ancon. Take it. Giờ thì làm thế nào để chế độ nhỉ? Oh. Okay, I think that's everything I'm gonna find. Let's give this a shot. Rồi, ready. Ăn con đồ này. À, sao chế độ ta? Bách. Gorgeous. Sao là chế độ nhỉ? Grab path available. Blueprint. You need to grab one medkit before leaving. Đúng rồi, chúng ta phải chế một cái medkit. Nhưng mà làm ra nào để chế đây? Mình đã không biết nút rồi. À, medkit này. Next filter. Next filter. Next what? Được chưa? Chế được tôi ra. Chưa được các bạn ạ. Okay, okay, I know it. Okay, I know it. Okay, I know it. À đây,
ấn vào create. Ok. Rồi, bây giờ đưa cho thanh niên kia nhỉ. Coming, coming. You okay? Đây rồi, bỏ tay ra nào. Okay, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Let me see him. Mà này bà đến đây từ bao giờ mày đã phát giật cả mình nữa. Rồi, 250. Rồi đàn 31, ok. Bây giờ làm gì nào? Hey, 31. Not bad for a new guy. Perhaps I misjudged you. Yeah, I just want to help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me and we'll talk about how you can do that. Được rồi. Ông ở đâu? Lầu trên hay lầu dưới vậy? Và đường nào để lên đây? À, chúng ta vào bằng cái đường nào nhỉ? Đợi phát. Không phải đây là gian bếp rồi. À đây, cửa ra ở đây mà. Đúng rồi. Thang máy luôn ạ. Quên mất nhỉ? Ôi, hoàn thành nhiệm vụ quay lại à? Quay lại chỗ lúc nãy à? What's up? All right, taken care of. Piece of cake. Tua. So, something wrong? So. Brecken wants you to do. Call me when you've changed. Shut the fuck up. I will. À, nhầm phòng rồi. Trang bị được đồ đạc nữa à? Cái gì đây? Mấy bộ danh nhân nhìn trông chất vậy? Chế được bộ này không ta? Chắc chắn là không rồi. Before leaving, you should change your clothes. Okay, I muốn ninja outfit. Trên outfit. Nail, make it crack. Này là bán à? Ô trả lại đây nào. Drop on. Bye. Okay, Raheem, I'm ready. Where do I find Brecken? Not so fast, 31. If you're going to earn your keep, we have to find out if you've got the skills. So get your ass up to the gym. It's on the top floor. Just a couple flights up. Đến địa điểm tiếp theo. Game này có cơ chế nhiệm vụ làm thích nhỉ. Điểm này trên lầu cơ. Chúng ta phải ở đây đúng rồi. Cầu thang đây mà. Trên đầu nữa cơ. À, đến tấn thành phố rồi. Raheem, I don't see you. Where are you? Gì vậy? Ôi. Ai lúa vậy? Mình càng nhìn càng thấy quen các bạn ạ. Chúng ta đi đến cái cầu này. Rồi, giờ đến cơ chế Parker nhỉ? Ok. Leo trèo. Anh ngã rồi. What? Fred and hole. Ở đây. Xong rồi mình thấy cái game mình quen đấy nhỉ? Chưa bao giờ đâu ta. A crane on
Rồi, quay nào. Leo lên nào. Ghê vậy.